Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với fanpage của Kết nối bóng đá cũng như C4 Studio. Chúng ta đang được chứng kiến trận đấu khai mạc của giải vô địch sinh viên chuyên ngành bóng đá Cup Kaiwin 2023. Bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu khai mạc giải vô địch sinh viên chuyên ngành bóng đá Cup Kaiwin 2023. Và như vậy tiếng còi bắt đầu trận đấu. Ngay đầu trận đấu thì tôi đang tập trung vào các cầu thủ hơn. Đây là Văn Tuấn. Dứt điểm. Và dứt điểm. Sát vạch 16m50 của số 18 Lận Văn Chiến. Đây sẽ là một bóng vào. Như vậy. Rồi. Vẫn không vào. Một cơ hội rất rõ rệt đã đến với các cầu thủ K52. Nhưng rất tiếc họ đã không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi. Chúng ta đang được xem lại tình huống đưa bóng vào rất tốt. Nhưng rất tiếc là vẫn là Mạnh Dũng. Tiếp. Đáy tốt. Thôi không được. Rất tiếc cho các cầu thủ áo đỏ trong tình huống vừa rồi. Một lần nữa cả cơ hội đã đến với họ rất rõ ràng. Và từ đầu trận đấu đến giờ, anh liên tiếp đã có những pha cứu thua xuất sắc. Và nếu như Mạnh Dũng không thể thi đấu, thằng Quyền đã kém sát được hai cầu thủ bên phía cầu thủ áo đỏ. Rất tiếc không có đồng đội nào hỗ trợ. Bóng quay trở lại với các cầu thủ K54 lợi thế. Dứt điểm từ xa. Đội vào. Và đã có một siêu phẩm trên sân bóng Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Và người tạo nên siêu phẩm đó là số 14 Hải Tiến bên phía các cầu thủ K54. Một pha sút bóng từ xa rất xuất sắc của Hải Tiến. Chúng ta đang được xem lại một pha dứt điểm từ rất xa của Hải Tiến. Hải Tiến đã rất bình tĩnh quan sát và đưa ra một cú sút rất điểm hóc. Bây giờ nhiệm vụ của các cầu thủ K52 đó tìm kiếm số hòa. Đúng vào. Vẫn là sút ra vào rất ổn định dành cho cầu thủ K54. Đúng vào. Rồi. Không được. Để rồi Văn Quyền đã có một chân tốt. Dứt điểm. Để rồi là pha dứt điểm rất táo bạo của Đức Thành. Để là Văn Chiến. Văn Tuấn rất khéo đúng vào. Đánh đâu được không? Trung Hiếu vào tốt. Đánh đâu vào. Và đúng như dự đoán đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ K52. Và người ghi bàn có lẽ đó là số 21 Chu Hoàng Anh. Một pha đưa bóng về cột xa rất hay của Trung Hiếu. Và ở đó Chu Hoàng Anh đã rất sẵn và việc của anh rất đơn giản, đó là đưa bóng vào khung thành của các cầu thủ K54. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của các cầu thủ K52 xuống đáy biên dành cho các cầu thủ K54. Đó là các cầu thủ K54 quá người tốt, dứt điểm. Rất tiếc cho cầu thủ K54 trong tình huống vừa rồi. Và dứt điểm của số 7 Văn Quyền đã đi chệch một dòng. Chúng ta cùng chờ xử lý bóng rất khéo của Văn Quyền. Hải Tiến. Đó là một pha bóng của Biên. Vào. Rồi. Và như vậy là cái lối hợp lý. Tiến mất bóng, cầu thủ đội thân trung kiên rất nhanh, cơ hội cho cầu thủ áo đỏ, bóng đã đi hết đường biên ngang và xác định sẽ là pha phát bóng lên dành cho cầu thủ K54. Chúng ta vừa thấy cơ hội vượt qua chân các cầu thủ áo đỏ. Và như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho cầu thủ K52. Và người ghi bàn đó là số 29 Văn Năm, hậu vệ cánh phải bên phía các cầu thủ K52, đã có một tình huống bật cao trong pha đá phạt góc vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt góc của các cầu thủ K52. Và như vậy đó là pha đá phạt lưới của các cầu thủ K54. Và người chạm bóng cuối cùng bên phía các cầu thủ K54 đó là số 12 Sơn Tùng. Tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Quang Trung. Và chuyển bóng tốt của Quang Trung. Và như vậy chúng ta xác định đã có lối việt vị của số 3. Đã tổ chức giải bóng đá vô địch sinh viên của ngành bóng đá Cup Kaiwin 2023 dành cho các bạn sinh viên của ngành bóng đá. Dứt điểm không được, đó là các cầu thủ K52. Liên tiếp là hai pha dứt điểm của các cầu thủ K52. Người bỏ lỡ cơ hội đó là 19 Văn Tuân. Cuối cùng bóng vào một lần nữa, bóng tìm đến cột xa. Và như vậy trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận thi đấu giữa K52 và K54A. Và kết thúc trận đấu, các cầu thủ K52 đã giành chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ K54. Xin chúc mừng các cầu thủ K52 trong trận thi đấu ra quân. Và ngay sau đây sẽ là lễ khai mạc của giải vô địch sinh viên chuyên ngành bóng đá Cup Kaiwin 2023 của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Mong quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.